Và thưa quý vị, đây là nhạc sĩ Dương Cầm Phương Lan, nhạc sĩ Tê Văn Cầm, Dương Hoàng. Và nhạc phẩm kế tới của chương trình là một ca khúc rất là quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Đình Dương, đó là ca khúc Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Mà ca khúc này ông viết vào năm 1954, khi mà cả triệu người dân từ miền Bắc di cư vào Nam. Và lúc đó mọi người đều có một tinh thần mong muốn có một đời sống trong tự do phơi phới. Và nhạc phẩm ngày hôm nay sẽ do tốt ca nữ Ngũ Ca trình bày, đó là các cô Kim Phượng, Giáng Tuyết, Mai Khanh, Kim Nhung và Tố Loan. Xin mời quý vị chào đón ban Ngũ Ca Mây Hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.